Nếu mà cuối tuần này các ông vẫn chưa biết xử lý thế nào khi người yêu nói em đi chơi ở đâu cũng được thì tại sao các ông không cùng người yêu tận hưởng những bộ phim cực kỳ chất lượng ở ngoài dạp như là bộ phim này và phim này. VNPay đang có chương trình khuyến mại giảm 50% tối đa dưới 1 tỷ cụ thể là 50.000 khi đặt vé xem phim trên các ứng dụng ví VNPAY Agribank e Mobile Banking, VCB Digibank, Vietinbank iPay Mobile hoặc là BIDV Smart Banking. Ông nào vót giờ thì để tôi tính cho. Đặt vé 150k giá chỉ có 100k. Còn chân chưa gì nữa mà không mở ngay ví VNP, Agribank e Mobile Banking, VCB Digibank, Vietinbank iPay Mobile hoặc BIDV Smart Banking. Đặt vé xem phim, chọn dạp, chọn phim, chọn ghế đẹp và nhập mã VNP50 để được giảm 50%. Bước cuối cùng là thanh toán. Và về còn lại chỉ là sắc lung và dạp vừa được tận hưởng những bộ phim cực kỳ chất lượng vừa chiều được ý người yêu. Còn một loạt các tiện ích khác với siêu ưu đãi như là đặt taxi, đặt vé máy bay, tàu xe trên ứng dụng ví VNP, Agribank, e Banking, VCB, DigiBank Vietin bằng iPay Mobile hoặc là BIDV Smart Banking. Link chi tiết ở phần mô tả và bình luận. Đây là bộ phim kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Osehun. Bộ phim bắt đầu với Nick Vujic nhưng mà đi bộ đội. Thực ra ngày tên là Jack. Jack ngồi ở giữa ngã tư tự hỏi phải làm gì để có chỗ đứng trong xã hội. Vâng, Jack sống trong thời buổi mà thằng nào cũng có một bộ giáp Iron Man nhưng mà Jack vẫn không thể chữa đôi chân của mình vì anh không có tiền. Thật đấy, đây là cách đối xử với cựu chiến binh ấy. Tư yêu tư bản. Jack không có tiền để phẫu thuật nhưng mà có tiền để uống rượu. Jack gặp các bạn nữ nhưng mà luôn chậm chân hơn những thằng có chân. Jack đánh mấy thằng có chân, mấy thằng có chân dùng chân đạp jake hai người đàn ông xuất hiện theresa với người què sẽ bị tiêu chuẩn cộng đồng nên là họ đưa jake đến chỗ người anh trai đã chết của anh jake phải thay anh mình tham gia một vụ đầu tư vì anh và anh trai là sinh đôi nên là mã gen nó y hệt nghe có vẻ khá là giống tiêu chuẩn của một vụ mua bán nội tạng nhưng mà jake đồng ý tại vì anh với con xe lăn này có chạy bằng niềm tin jake bị đưa ra ngoài vũ trụ để đến một hành tinh có tên là trái đất beta vì nó là bản beta nên là chỗ này không có oxy để thở nhưng mà quân đội ở đây làm gì tất nhiên là xâm chiếm ăn cướp và khai thác tài nguyên rồi và họ cần Jack ở đây để dùng cái xe lăn của anh đánh để... đúng đấy. thực ra là Jack ở đây để làm cho tiêu khiển mua quạt Jack gặp ông đại tá đang kể chuyện ở đây có một tộc tên là Navi nhưng mà bắn cung tên dùng nét bằng gáo dừa và flash là ánh sáng mặt trời. Jack đến phòng thí nghiệm gặp anh Nom và được kể về Osehun, một dự án điều khiển từ xa nhưng mà thông qua liên kết não. Với cái này thì họ có thể điều khiển được cơ thể của người tộc Navi. Giờ thì chúng ta mở sách giáo khoa sinh học 8 chương 9 bài 43 để xem cách não hoạt động nào. Ok không hiểu lắm nhưng mà tại sao lại có Eren ở đây này. Jack bắt đầu ngày làm việc theo cách mà bất cứ quân nhân nào cũng làm. Quay vlog. Jack gặp Eva Elfi trước làm Ponstar giờ làm fan của Navi. Bà này là sếp của OC và Eva thì không cần Jake tỏ rõ cái vẻ khó ở tại vì người bà này cần là anh của Jake người đã được huấn luyện đầy đủ chứ không phải là một thằng skip leg like đây như này Jake khoe thành tích là đã từng mổ ếch trong lớp 8 nghe cũng có vẻ uy tín nhưng mà Eva vẫn chê Eva đến gặp giám đốc nhìn giao diện là biết là giám đốc xịn Eva không thích người què mới đến nhưng mà ông giám đốc nhắc lại mục đích đến hành tinh này của loài người là vì tiền vì cơm báo gạo tiền mà thôi tiền sẽ kiếm được từ việc đào than mà than này giá 20 củ một cân suy ra là một củ một lạng nghe có vẻ lãi phết nhưng mà lãi mấy đổ vào Eva thì cũng bay hết bà này bao năm năm nay thực hiện OCU nhưng mà mất sạch một là Eva cầm tiền tiếp và imo vào hai là Eva imo vào và cầm tiền đi thế là Eva ngậm ngùi cầm tiền đi trong nước mắt ba cho Jack và non vào một cái máy các thông số biểu đồ này trông không hiểu gì lắm nhưng mà Jack bro của chúng ta có đôi chân này ôi ôi phải cả có đuôi luôn mà Giờ thì đoán xem ai có chăm chóng che ở đít nào Jack được điều khiển cơ thể mới thì vui như mẹ về Chỉ khổ các bác sĩ Giờ quật thằng này què do tiếp thì hay Và leg day đầu tiên của Jack đã kết thúc như thế Anh gặp Letty, ghệ của anh Vin giàu nhất Chán đua xe ở trái đất nên là lên đây đua phi cơ cho nó chiến Letty dẫn Jake đến gặp đại tá Đại tá thể hiện mình là người có đôi chân khỏe Và khoe tiếp con robot có đôi chân khỏe khác Ok, giờ thì đại tá là một thằng racing thích flex với người què Đại tá thu nhận Jack làm đệ của mình Jack thì vẫn làm OC hun nhưng mà giấy quyền của đại tá Nôm nào như thế và nếu Jack nghe lời thì đại tá sẽ bảo cho Jack chỗ mà khoa bắc đi sửa chân. Jack sau đó tiếp tục hóa thân vào người xì chum thắt bím với nhiệm vụ là bảo vệ Eva và Nom và cậu làm điều đó bằng việc chĩa súng vào mọi thứ cậu nhìn thấy. ừ thì đấy cũng là một cách bảo vệ Chứ điều là thằng nào bị chĩa sẽ đánh bỏ mẹ bạn thôi. Ba người đến một trường học nhưng chắc là bọn này học ngu quá nên là ông đại tá đến xả súng tập thể. Đấy, thấy sức mạnh của trí thức chưa? <laughs> kiểu uh, cảm nhận sức mạnh của trí thức bằng trong lúc Nom và Eva bận bịu với rừng rậm simulator thì Jack đi xem xung quanh và gặp phải một con bò rác nó là còn bỏ lai tê giác ấy. tờ sẽ lại phiên bản động vật xuất hiện, bò chạy vì nó không thích thúi xăm, và cùng với Jack giả lập Subway Surfer. Jack nhảy xuống thác, đạt điểm triple S phong cách, mỗi tội là bị Eva bỏ lại. Đêm xuống Jack lạnh lẽo nơi cánh rừng vắng, anh đốt thử quay diêm thứ nhất. Ui, vãi cái đái nhiều tờ cha la thế. Các tờ cha la đi long vòng và Ui, dù, 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 chóng mặt quát đánh nhau được không? Jack đánh với tờ cha la, Jack thua, <laughs> người chết thắng người khỏe. <laughs> một cô gái nà vi bản xứ tên là Neteri xuất hiện và cứu Jack. Jack trả ơn bằng cách là một thằng stalker lẽo đẽo đằng sau. Neteri cáu, nhưng mà nếu cáu thì cứu Jack làm gì? chắc là phải chăng em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên jack tiếp tục đi theo Neteri bảo cút jack kiểu em bảo anh cút nhưng mà anh bị phủ bởi các hạt giống tinh linh của khu rừng bù hơi lầu nhá hơi ngứa nhá Neteri thay đổi thái độ với jack vì tương truyền là anh nào được các tinh linh bù là y rằng của cú to thế là Neteri đưa jack về làng bố Neteri đòi giết jack đúng là lần đầu ra mắt bố vợ mẹ của Neteri ra can và cho phép jack ở lại Wow, đội vợ lần đầu sống lâu trăm tuổi jack được phép ở lại để cua gái của hai ông bà già jack đi ngủ nhưng mà thực ra là tạm đang xuất để trở về với cơ thể gốc Jack đem kể chuyện cho đại tá và đại tá ngửa bài với Jack luôn chỗ cái cây mà người Na'vi vi sống là nơi nhiều than nhất nhiệm vụ của Jack là đuổi cổ cái bọn này đi để mà đào than thế thôi thế không đuổi được cái sao thì xả sống trường học here we go Jack tiếp tục trở lại với tộc Na'vi vi Neteri dạy anh quan hệ với ngựa bằng tóc phải đấy là cách mà người Na'vi kết nối làm bạn với những con thú chắc thế đúng vậy họ dành cả ngày chạy quanh trong thiên nhiên hoang dã và cố gắng dùng tóc của mình để đụ với con thú Jack lại về kể cho đại tá ý tôi là cái cây của Navi vi chứ phải là chuyện con ngựa một nhà khoa học nhìn thấy Eva lập tức rời điểm nghiên cứu lên núi để Jack không chim lợn với đại tá được nữa. Jack tiếp tục đến tộc vi nhưng mà chỉ báo cáo cho Eva mà thôi. Cứ ngoan đi đâu mà cho Bonstar Premium quý hơn cả chân Hôm qua tập quan hệ với ngựa thì hôm nay tập quan hệ với chim Jack nhìn Terry quan hệ trước mặt mình thì kích thích lắm Ngay qua ngày Jack học bắn CSGO, giải lập săn bắn Jack ngay càng nghệ, Thán gái cũng nghệ mà nghệ thì thường đi kèm với nghiện jack nghiện làm xì chum và quên mất cơ thể con người của mình ngày càng trung nghiện hơn nhưng mà jack vẫn phải tiếp tục xì chum hóa hôm nay là anh sẽ đi chọn bạn tình cho mình anh quan hệ mạnh bạo với con chim và thế là anh có con chim biết xoay cánh jack khám phá ra cây linh hồn trung tâm của hành tinh này eva háo hứng với cây linh hồn đại tá cũng hào hứng cháu đại tá cái địa chỉ thì đại tá sẽ cho jack về trái đất với đôi chân xịn luôn nhưng mà jack xin ở lại để khuyên người navi lượn đi chỗ khác vì anh sắp được kết nạp vào team navi chính thức truy hàng định kỳ đêm hôm đó thì anh

<laughs> giống với cách mà anh quan hệ với mấy con ngựa sáng hôm sau xe ủi của con người đâm vào Jack chọn con tim chứ không thèm nghe lý trí quyết định phản bội loài người vì một cái lờ xì chum đại tá cáu đại tá lên núi phá cỗ máy của Jack Jack và Eva bị đưa về nhiệm vụ chính thức bị hủy bỏ ngoại giao cần khỏe anh em ta có súng cái này tao bắn giám đốc thì cũng không quan tâm nhiều đưa bố mày tan thế thôi làm nào làm và đại tá được phép lên đường tấn công Eva xin họ cho đi thuyết phục lần cuối và giám đốc mủi lòng trong thâm tham mới có tình người phết nhỉ Jack đến bảo người vì là cút khỏi đây hoặc là cút sang thế giới bên kia người Navi vì không nghe vì họ thà chết chứ không chịu hy sinh họ sẽ đánh với con người Uh, cùng tên với tên lửa này nghe có vẻ không cân lắm và nó không cân thật đại tá bắn sập cây thần người ná vi lại phải chui vào hang bố neteri chết neteri đuổi jack ông giám đốc làm sập nguồn jack nhà tù giam cầm jack jack trái con gì hết nhưng mà letty đây rồi letty cứu mọi người ra và chôn lên núi nhưng mà eva đã bị thương họ mong phòng thí nghiệm giấu vào trong rừng để jack được tiếp tục làm người xì chum nhưng mà tộc trưởng đã thay mới jack tầm này đến khi bị đánh cho què giò anh cưỡi chim đi tìm con chim to nhất nghe nói là thằng nào có chim to nhất làng sẽ được làm thủ lĩnh jack bay đến chỗ người ná vi họ định chiến đấu với loài người bằng cách cầu nguyện <laughs> một điểm thực tế cho Navi. Jack tiến đến tộc trưởng mới, bố mày chim to, bố mình có quyền. Tộc trưởng chấp nhận Jack, Jack cầu xin Navi cứu Eva. Mẹ của Neteri sẽ chuyển ý thức từ não của Eva sang cơ thể của người Navi và chúng ta lại phải mở sách sinh lớp tạm ra xem. Hmm. Nhưng mà đại loại thế, người Navi lắc lư trên điệu nhạc chất, bị cần đói kéo đưa cả người. Nhưng mà Eva đã hết hơi và thế giới mất đi một von star. Jack buồn bã nhưng mà chuẩn bị phải đánh nhau thôi, không có buồn giàu gì cả. Mà tộc trưởng đọc hộ em cái lời kêu gọi toàn dân kháng chế phát nào và người Navi hưởng ứng. Jack và tộc trưởng nhờ các tộc khác, tộc xiên que có mũi, tộc đeo sừng lệch, tộc uh... thế thôi, tốn tiền kỹ xảo lắm. binh đoàn nà vi đã tập hợp, binh đoàn con người cũng tập hợp. đại ta nói binh lính hãy chiến đấu về sự sống còn, sự tự do, giấc mở mỹ các thứ. <laughs> mẹ mới không chuẩn, của mẹ vừa ăn cắp vừa la làng luôn. các nhà khoa học nhân vật phụ có điện cho Jack để tiết lộ kế hoạch. jake quyết định cao tờ bằng cách là quan hệ về cây, mong là mẹ thiên nhiên sẽ giúp mình. và trận chiến cuối cùng đã đến, chim thịt đấu với chim sắt. letty giúp navi letty đi, và thế là không ai giúp navi nữa. người navi chết như gà dạ nhưng mà mẹ thiên nhiên đã nghe lời Jack bà cũng khá là thích quan hệ với anh và cả hành tinh chống lại loài người đại tá thất thủ ông ta xuống đi tìm cỗ máy của Jack nên cưỡi tờ chà La đến cứu Jake tờ chà La chết wow, số rồi vũ trụ não phải chết thôi nên bị tờ chà La đẻ Jack tự đến bảo vệ bản thân Jack thua đại tá cầm bộ phận sinh dục của Jack nên bắn đại tá đại tá chết nhưng mà cỗ máy của Jack đã hỏng Netheri cứu Jack Jack và Neteri đến chỗ tộc trưởng ơ à, chết rồi thế thôi Jack xin nhẹ cái chiếc tộc trưởng mới con người bị đuổi về trái đất Jack lưỡng lòng nhất thể với cơ thể người Navi chính thức tạm biệt thằng que và đó là Osehun mong là phần 2 là ngắn hơn một tí cho còn xem phim này 3 tiếng tí đã quần tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để đón xem thêm những content cái kiểu như này xin chào và hẹn gặp lại